Trồng đoàn di băng sắm KTM Brabus 1003R đầu tiên tại Việt Nam, giá hơn 2,2 tỷ, ngang Mercedes GLC. Sau nhiều lần nhà hàng, cuối cùng KTM Brabus 1300R đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Đây là sự kết hợp lần đầu tiên giữa KTM và thương hiệu đội xe danh tiếng Brabus. Phát triển dựa trên mẫu neckbike KTM 1290 Super Duke R Evo, KTM Brabus 1003R được sản xuất giới hạn 154 chiếc trên toàn thế giới cho hai phối màu. Hiện tại, một trong hai chiếc KTM Brabus 1003R về Việt Nam đã có chủ là gia đình của ca sĩ Đoàn Di Băng. Trang cá nhân của ông xã nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh chiếc neckbike đứng cạnh chiếc Mercedes AMG G63 Edition 1 độ Brabus. Chiếc xe của nhà Đoàn Di Băng thuộc phiên bản màu Mac Maret. So với KTM 1290 Super Duke Evo, điểm khác biệt nổi bật nhất của Brabus 1003R là cặp vành đúc monoblock Z 9 chấu, thiết kế riêng theo mẫu quen thuộc trên các phiên bản độ Mercedes từ Brabus. Các khay hút gió bằng sợi carbon và đèn pha hình tròn mang tới diện mạo hoàn toàn mới cho chiếc Super Duke. Brabus còn trang bị cho 1003R tấm ốp đèn pha và đuôi xe làm từ sợi carbon. Động cơ của Brabus 1003R không có gì thay đổi, vẫn là cỗ máy V-twin 1301cc, sản sinh công suất 180 mã lực, tương tự Super Duke Evo. Mẫu xe này được trang bị đến 5 chế độ lái, phù hợp với nhiều điều kiện và nhu cầu đi đường khác nhau. Hãng độ đình đám cũng trang bị cho 1003R hệ thống ống xả kép phủ đốm đen mờ với thiết kế tối ưu hiệu suất khối máy.